Hiện nay các địa phương đang chuẩn bị bước vào thu hoạch vụ hè thu. Để hạn chế tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch của người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các ngành, các địa phương tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân hạn chế đốt rơm rạ, không phơi thóc rơm rạ trên đường giao thông, xử lý kịp thời và kiên quyết các hành vi vi phạm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hướng dẫn kỹ thuật xử lý rơm rạ và các phụ phẩm sau thu hoạch, đôn đốc các đề tài khoa học có liên quan và áp dụng ngay trong vụ đông xuân tới đây. Theo tính toán, sau mỗi vụ thu hoạch có hơn 210.000 tấn rơm rạ được thải ra, và nếu tận dụng làm thức ăn gia súc, làm nấm thì có thể giải quyết tốt tình trạng ô nhiễm môi trường do đốt rơm rạ. Hiện nay, một mô hình hỗ trợ thu gom đang được triển khai bước đầu, đem lại nhiều kết quả tích cực. Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế, vụ hè thu 2019, anh Hoàng Công Tấn, một nông hộ ở xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, đã triển khai mô hình thu gom rơm bằng máy cuộn rơm, công suất ước đạt 50-80 cuộn một giờ. Mỗi sao thu được từ 15-20 cuốn, sản lượng thu được đến nay hơn 1.000 cuốn. Sau khi thu gom và cuộn xong, rơm được đưa về dự trữ ở nhà kho để làm thức ăn cho bò, nhất là vào mùa mưa rét. Kết quả mô hình thu gom rơm bằng máy cuộn rơm đã triển khai phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường, bước đầu đảm bảo đúng tiến độ cho việc thu gom rơm vụ hè thu, hoạt động tốt, phù hợp với xứ đông địa phương, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ khi sử dụng cái máy cuộn rơm này thì hiệu quả kinh tế đem lại là cao hơn nhiều so với trước đây làm theo kiểu truyền thống. Là một ngày như vậy là mình có thể thu hoạch từ 2 tới 3 ha rơm trên một ngày, cả thu cả gom ngò mang về. So với trước đây mà thuê nhân công thì lợi nhân công hơn nhiều. Cả thứ hai là máy này về là bảo quản là trong kho bãi là tránh hạn chế hao hụt. Thứ ba là khi cho bò ăn là sử dụng là rất dễ, chỉ việc bức chỉ ra là lăn ra là cho ăn thôi. Rơm rạ thay vì đốt bỏ sẽ được thu gom bằng máy công nghệ cao để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng. Rơm rạ thu gom có thể sử dụng để chăn nuôi bò, làm nấm rơm, che phủ đất trồng cây, chế biến phân hữu cơ. Ước tính nếu mô hình này được phổ biến nhân rộng thì người nông dân có thêm nguồn thu từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng một hecta từ tiền thu gom và bán rơm. Từ tình hình thực tế và xuất phát từ nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, vụ hè thu 2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế đã khảo sát và đưa vào thực hiện mô hình thu gom rơm bằng máy cuộn rơm, phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Đây cũng là cái mô hình đầu tiên chúng tôi thực hiện để nhằm mục đích là giới thiệu, quảng bá và nhân rộng cho các cái hộ dân cũng như các cái tổ chức, đặc biệt là các hợp tác xã làm cái dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn của tỉnh có cái điều kiện tiếp cận và tiến tới là áp dụng và mở rộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần là cái tăng cái thu nhập cũng như là hạn chế ô nhiễm môi trường trong cái việc sản xuất lúa trên địa bàn tỉnh. Nhiều nông dân cho rằng đốt rơm rạ để cung cấp tro và chất dinh dưỡng cho cây trồng là quan niệm không có cơ sở khoa học. Việc làm này còn khiến cho các loài côn trùng có ích bị tiêu diệt, mất cân bằng sinh thái đồng ruộng, sâu bệnh phát triển, tăng chi phí thuốc bảo vệ thực vật, từ đó gây ra nhiều hệ lụy, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Xét về góc độ kinh tế, việc đốt rơm rạ là một sự lãng phí. Trên thực tế, nhiều hộ nông dân ở các vùng trọng điểm sản xuất lúa đã sử dụng máy cuộn rơm để thu gom rơm, phục vụ sản xuất nông nghiệp và xem đây là một hoạt động kinh doanh có thu nhập cao. Tuy nhiên, hiện việc áp dụng mô hình này trên địa bàn tỉnh chưa được phổ biến. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần tiếp tục hỗ trợ để thực hiện và nhân rộng mô hình này trong thời gian tới.